Đây là hôm 60 các bạn nhé. Hôm 60 này, mê thiên luôn này các bạn này. Hôm 60 này. Đấy. Lươn 1 cân thoải mái. À, hôm 60 này. Cái nào giống cái nào hết đấy. Đấy. Hôm 60. Hôm 60 thì quá chuẩn luôn. Không thể chê đâu được. Đấy. Trên thị trường thì rất nhiều người làm các bạn. Đấy, các bạn tham khảo trước khi mua nhé. Còn bên mình thì... Đấy. Đấy. Quá đẹp luôn hả? Này lươn thấy không cần mồi nó cũng vào luôn, đẹp thế này này. Ừ, tre da này lấy gần cật này rất là đỏ, đỏ hồng luôn. Ừ, phía trong này. Đó.